Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu tứ kết 2 của giải vô địch bóng chuyền tỉnh Tây Ninh năm 2019 diễn ra giữa hai đội đội trong trang phục trắng đen và đội huyện Tân Biên. Đội trong đồng phục đen đỏ là này 1 6 8. Thái bán là nữa kiếm đầu ra. Cái muốn cho trò mà. Đội trưởng trên sân số 1 đội Tân Biên 3 12 11 4 đó thằng kia và 7 thằng nghe cái nhạc hỏi ké có chiếc thái không, không phải là hỏi mà nghe đừng chửi nghe nó sao có chiếc thái nào Tân Biên phát bóng hiệp thi đấu thứ nhất nó mua không 120 á nó ờ để cho kia nó nói là nó mà cao không mày nó thì 120 mà được muốn luôn không ừ chứ nó bán đi anh tài cái gì mà nó mà mẹ nói tôi đó chúng chửi mày mà cũng như mày học xong bán nó không bán là bán cho mai chị bo rồi chạy ngon chị bo đi đường xa bán nhà thái không mai mình bán cái giá kiểu xe kiển mình bán cái giá kiểu xe đô à đủ mày 3 năm mà ta mới có 17.000 cây 17.000 cây dặn cái 1.000 cây đó là không có nghĩa địa gì hết á anh không có mấy hồi anh không có tua tiếc gì hết à sao biết được trời ơi đừng có quan trọng cái ngàn cây đó cái ngàn cây đó giờ cứ ra dặn lại mấy hồi cho về thái không bán rồi cỡ nào 71 cho chùa vậy giờ anh bò nhìn mày muốn sao đều rồi ba làm mẹ nó ok đây. Làm gì ủi rồi á ừ vô trụ luôn đi mà nắng không nắng cho 24 cho 24 luôn hả rồi cũng y như sang đằng đây chứ vậy sang đằng đây cũng có mát như thế nào ừ sao mình dương á không có bóng cây gì luôn có được bóng cây ấy vô ngồi mát thôi chứ ngồi sao nắng xa cũng được có mấy cây trứng cá ở ngoài á mà dở ngầu ngoài cũng đâu coi được đâu qua ổn chưa gì qua lắm rồi chưa có clip rồi nghe kể sao muốn chết rồi đều có nghe đầu do luôn cá có nghe đầu do nè chị đậu đi cho xả luôn có cả đây nên này luôn là người lính thứ nhất có cổng tao mà tôi lên đi lớn rồi lên đất mỗi ngày nhảm dây dây hoài phút về chứ về làm điểm trên cái ngày một cái này đó là muốn ban đầu giờ muốn đi thay với mấy bịch dương rồi vậy vậy mẹ đi phút chỉ thi gì mua giày à con đám không mua giày rồi bữa tôi đi cúng rồi còn mắng không đi cúng điểm cho Tân Biên 6-1 hay Châu Thành chắc thua luôn chứ Liên mẹ bự quá mẹ muốn gãi làm liếm luôn đỉnh này phải chăm dây rồi chơi vậy kia không cần tê luôn hết nha giọng này lỗi trực tiếp không ta cái đèn lỗi trực tiếp thua là về phải không thua là về đó vô bán kết mà điểm 7-1 mà vô đây thua rồi cũng có danh dự rồi tiền bật ra để cho Hiền Tị Đô vô tiền như gạch tồn tại thổ hơi bị kèn luôn ở trước vô bị kèn đủ này nhóc Chí Linh nữa đợt đó là ý mẹ hết kia có anh dày không cũng khỏi cũng đạt cái kèn rồi rồi đâu là Chí Linh nói vậy chứ mấy ngày vô các ké chuyện là quánh dữ lắm chuyện banh đi hoài không ké chuyện muốn đến đâu bỏ thôi dính mạnh tiền cho Châu Thành 2-7 bảo anh nó rời tay mấy nhà ở anh chuyện thì làm biến chuyện mà thấy gớm muốn banh có khi nào thấy các ké chuyện không ké chuyền trắng là thấy là hay rồi 8-2 ké trắng rồi đang đi ghét gì chứ đàn trời quanh chứ này đâu
đẹp. Dạ, chuyện năm trước tên trắng tên dế. Anh bị trắng đâu? Điểm Châu Thành 39. Hậu tay trái. Gì vậy? Hậu tay trái. Cái bạch nhỏ vô không, không có tin gì nữa. Như thằng nhóm tóc này có xuống trần ghé đầu hay gì? Có, thọt chứ ai. Điểm 49. Tốt rồi nha. Rồi. Số 3. Ờ, số 3 bậc cao. Bậc cao như vậy. Công dĩ còn trai vậy. Điểm cho tân viên mười bốn lên giàu kia nó mình thôi. Mình châu với ảnh với hồi trắng thì nắng mình vô cũng là nghỉ nhàn. Cái xe kia kìa, xe kia kìa đang không đang. Cái kia trắng dính quá trời luôn, kêu đằng cái xe thua. Xe nào không đang? Có là đâu? Xe nào không đang hết trơn? Xe đâu không đang? Giờ mình coi đi, xe nào không đang? Quay lại đăng hết. Cái xe cuối cùng hết luôn á. Xác nào cũng đăng hết trơn á. Bữa vậy đó cậu ơi luôn. Sao đều như trai trắng ta. Hiếu thì đội cầm á, lao nước, lao nước mỏi trái nó hỏi anh, muốn sao anh chỉ cho Hiếu ăn, anh chỉ ăn chỉ thì dòng, còn vĩ cái banh sò điều đâu nước, điếc không nghe, cái kia cái banh này giữ tầm cuốn hết a, làm cũng dài là, chết hết đi luôn, chết hết a nè, anh nói vậy giữ tầm cuốn hết a nghe, rồi xong, nếu không nghe, vô quýnh quay y đụng tại chỗ. Vé đường A dễ bung chứ mẹ. Vé đường A màu trắng là đầu rớt. Cặp tầm nó sẽ cao nữa, bộ nó cũng không được ha. Điểm 7-10. Ông mẹ trong tài nó dơ cờ mà trong tài kia chỉ của anh ta. Thì dơ cờ ra ngoài để cờ xuống này vô. Đăng biên 12-7 sao láo táo quá ta. Mà hiếu quá như cạnh nó không có cái nét nào hết trơn rồi nè. Tê như tê. Điểm 13-7 không được luôn. Ăn C2 hình khác luôn. C2 ăn hên luôn. Hên kia tí thoát như này. Điểm Châu Thành 8-13. Gặp chân cốt đủ mẹ em được tốt như thật. Bụng mẹ em nhôm nhát té nhiều quá đâu. Mẹ phải chân cố ơi. Kinh đập té ai. Té em nào gọi tay nữa. Mình đứng rồi đó. Đau rồi. Đây cái vừa nhượng giò rồi. Đứng đây nhiều quá. Ê hai em. Té sao lại. Điểm Tân Biên 14-8. Mấy đời thì chị được quýnh 2 trận đó mà. Mấy người té trống là mấy người ngủ quá. 15-8. Bật tốt, quá tốt. Đấy.
Dạ, muốn đâm xuống lộ ơi. Quay mấy người đi mà chứ. Mấy người khô. Quay cho người ta có kiếm ta coi chứ, cái đội này có coi được kia, không có coi cho được. Ngồi quay thịt khổ ra ăn uống chưa ăn, chưa đó bụng chưa chết. Mà bên lên bình luận nó còn nó đi. Điểm chú thầy 9-15. Em nói cao cấp được cái mình. Thêm cái đồ. Cái cao này ổn má, mốt cho nó nhài, nó điên. Không chơi. Cũng như mày vậy đó. Em nói công với anh á, có lấy tiếng không mà cá. Anh giờ mà kêu đôi cầm thôi. Không có tiếng kìa, tại sao nó không kìa. Anh này kêu đôi cầm mà thua hết á. Đẹp 10-15. Anh kêu đôi cầm không ăn ai. Ăn được thằng đi điên bữa. Đó nó điên hả? Cơ động nó cũng quỷ vậy điên. Vậy mà ăn. Sống ăn. Đẳng cấp đôi cầm mà điên. Đó là đẳng cấp đôi cầm. Không được cái trắng mà đẳng cấp con thủy. Bạn có công tốt 15. Thiệt. Đôi công nào xử lý bánh hả? Nè. Đôi công đầu đầu tiên bên anh một cái. Anh nói thiệt. Đôi công có ai? Đôi công Chí Linh. Anh ăn nước đường Chí Linh á. Hỏi có không? 16-11. Cái thời hồi đó còn thời nay cái kén sạm lắm. Thời 2008. Thời 2008 kén sạm lắm. 92 mà còn thua mà. 90 này sạm sạm luôn chứ nội hội cái giá ta đâu 7-8 điểm vẫn thua bình thường độ má quấn liền cầm tiền không có à, tiền tiền nhỏ tiền lớn là chết cho anh được chợ bữa quanh với linh nhỏ như tiền đâu 15 triệu à tiền nhỏ hả chắc bữa cũng dính cát không ờ dính à quánh 10 triệu mà không dính cá điểm chỗ này 12-17 mới mày tình đấy bữa quánh có cởi áo không no đem đi chặt thì ba chụp một cái áo thì nó là quánh chết có mấy trăm ngàn cũng cởi áo rồi đó đẹp đó. Bắt người ta tân viên 18-12 mà bắn áo sao quấn được ta đúng không áo sao quấn được ta mày quấn là nó dữ ờ qua cả người này vậy chi nam bộ binh xe nam có làm không làm nó ra thằng làm nó ra ngoài nhiều quá rồi tới giờ người ta bắt nó về chọn đi tập tập là quấn cho quân khu à Hải Lầy nó lì thiệt chứ chưa thấy ai lì như Hải Lầy hết á mày hứa lèo hả mày Hải Lầy ăn no lì như câu à kêu về Dương Minh Châu uống trà sữa mà cứ ngầu nó hoài à hết giờ rồi sợ á không cắt tiếp luôn nô no, tao cắt cho vào vào mới sửa anh uống ai vào chị đang quýnh được 3 trái lẹ mua cho uống hay chịu vậy cắt cho này, cái hồi nãy phế liệu bánh giòn xương ờ phế liệu thiệt điểm chỗ này 13-20 bán tôi iPhone 11 trả góp coi góp 1 tháng 1 triệu cấp 99 này 3 triệu rồi 99 tháng 3 triệu nhiều đây 3 triệu thôi một kìa ờ 99 triệu mà đây cầu bị lộn đây cầu bị lộn dạ bắt ừ cửa phía cao để ngụy mới nó rủ về quýnh banh banh quýnh nhai quýnh xe cầu lộn điểm cho thầy 14-20
quanh quýnh đường A là thoát, thằng kia lùng hơn. Điểm cho thầy 15-21. Sao mới để lên gì Meron là chúng ta là chào tay này tay chào đại tân biên thắng nè, tôi bấm điểm kết thúc hiệp nhất, tân biên tân biên 25-20.